Quý vị cũng biết rồi là Linh Nga cũng rất là lưu tâm tới vấn đề tại Hồng Kông. Thì cũng trong cái sự việc ngày hôm nay thì những cái mà cập nhật mới nhất về vấn đề là cái phong trào biểu tình đòi quyền dân chủ ở Hồng Kông thì sáng nay chúng tôi nhận được một cái tin. Đó là người ta phát hiện ra là các nhà giới trách, tức là những người mà theo cái phong trào dân chủ ủng hộ phong trào này, họ nói rằng là báo cáo một cái tin là mạng xã hội Twitter, quý vị cũng biết cái mạng xã hội Twitter rồi, nó cũng giống như Facebook vậy đó, là mạng này Twitter là đã là chạy quảng cáo trả tiền từ những cái phương tiện truyền thông nhà nước cộng sản Trung Cộng để qua đó chỉ trích và tìm cách đàn áp những cái cuộc biểu tình ở Hồng Kông. Đó là cái title mới nhất mà chúng tôi nhận được vào buổi sáng ngày hôm nay, cách đây vài giờ đồng hồ, liên quan những tình hình mới nhất về vấn đề tại Hồng Kông. Cái bản tin này thì Linh Nga cũng đọc trên bản tin bằng tiếng Mỹ, thì Linh Nga cũng chỉ có thể nói theo cái ý thôi, thưa quý vị. Có nghĩa là được biết là cái trang mạng Twitter, họ đã thuận ý để đăng tải những cái bài viết được tài trợ từ nhiều cái đài truyền thông của Trung Cộng nhằm chỉ trích các cuộc biểu tình đòi quyền dân chủ ở Hồng Kông. Và cái việc đăng tải này thì sáng nay người ta phát hiện được từ một cái tài khoản có tên gọi là Pinboard. Và cái tài khoản này nó cũng đi từ một cái trang website, từ trang website được điều hành bởi một thương nhân và nhà phát triển về công nghệ đó, có tên gọi là Marcy Selowski. Và thưa quý vị, là những cái thông tin mới nhất trên Twitter nó nói đó là những cái bài mà đăng tin để mà chỉ trích cũng như là phỉ báng cái phong trào đòi quyền dân chủ ở Hồng Kông trên Twitter được trả tiền bởi Đảng Cộng sản Trung Cộng, thì là được chính thức là hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Cộng trả tiền cho Twitter để mà đăng những cái bản tin này. Và cái bản tin thì nó có, trong đó có một số bản tin thì nó có một cái bản tin như sau. Cái nội dung nó nói là sau 2 tháng diễn ra những cái cuộc biểu tình bạo lực leo thang ở Hồng Kông đã gây tổn thất nặng nề cho trật tự xã hội. Đó là một trong số những cái bản tin mà mang tính chất là chỉ trích cũng như là phỉ báng cái phong trào đòi quyền dân chủ ở Hồng Kông để qua đó là tìm cách đàn áp và dập tắt cái phong trào này. Và cho đến bây giờ thì sáng nay được tin là Twitter lại thuận ý nhận tiền từ Tân Hoa Xã để đăng những cái bản tin này. Thì thưa quý vị rằng là cùng đó cũng có một cái bản tin nữa nó đăng, nó viết rằng là tất cả những tầng lớp cư dân Hồng Kông cần phải dừng lại những hành động bạo lực trắng trợn và trở lại với cái đời sống ổn định. Tức là cái nội dung nói chung đó là như vậy, tức là những cái lời mang tính chất là phỉ báng cũng như là kêu gọi người dân Hồng Kông phải dừng lại những cái hành động của họ và gọi đó là những cái hành động bạo lực trắng trợn. Cũng như là họ vẫn nói với chính quyền Trung Cộng, nói rằng là phong trào đòi quyền dân chủ, biểu tình đòi quyền dân chủ ở Hồng Kông là mang tính chất khủng bố, thưa quý vị. Thì quý vị cũng biết là trong cái bản tin vào ngày thứ Sáu tuần vừa qua, Linh Nga cũng gửi tới quý vị, thì cái vị CEO của cái hãng hàng không lớn nhất Hồng Kông là Cathay Pacific đã từ nhiệm, ông có tên là ông Rupert Hawke. Thì ông từ nhiệm trong một cái phong thái, thưa quý vị, là rất là đàng hoàng, rất là thẳng thắn, bởi vì Cathay Pacific là cái hãng hàng không lớn nhất của Hồng Kông, nhưng họ không có e dè cái chuyện là sẽ bị chính quyền Trung Cộng gọi là chặt đầu, chặt tay, chặt chân họ đó, mà họ cũng sẵn sàng là thể hiện cái tinh thần là ủng hộ cái phong trào đòi quyền dân chủ của người dân Hồng Kông tại Hồng Kông. Chính vì vậy nên là nhiều cái nhân viên của Cathay đã trực tiếp tham dự những cái cuộc biểu tình với người dân Hồng Kông, và điều này khiến cho chính quyền Trung Cộng vô cùng giận dữ. Và chính quyền Trung Cộng nhiều lần yêu cầu phía Cathay Pacific là phải ngăn cản hay là sa thải ngay lập tức những cái nhân viên mà tham dự biểu tình. Nhưng phía Cathay Pacific không làm như vậy, mà họ chỉ nói rằng là họ sẽ coi lại xem cái tình hình đó ra làm sao. Đó là một cái thái độ mà họ rõ ràng là đối đầu lại với chính quyền Trung Cộng. Và vì điều đó cho nên trong cái thứ Sáu tuần vừa rồi thì ông Rupert Hawke đã phải bước xuống. Nhưng khi ông bước xuống, ông nói gì? Ông nói rất là thẳng rằng, ok, tôi sẵn sàng lãnh trách nhiệm cho những cái hành động và những cái việc vừa diễn ra. Để quý vị thấy rằng là một người CEO, là cái người giám đốc điều hành, họ dám nói câu đó có nghĩa là họ nói là tôi không sợ quý vị. Tôi ủng hộ phong trào đòi quyền dân chủ. Tôi có thể bước xuống, nhưng là một cái sự bước xuống đường hoàng. Và quý vị thấy rằng cái hành động của ông Hawke
là cho thấy ông mặc dù là một CEO của một công ty thương mại, nhưng mà ông cũng thực sự là một trong số những cái người mà dám nói lên sự thật và là một người hùng đối với cái phong trào biểu tình dân chủ của người Hồng Kông. Thì thưa quý vị, và trong sáng ngày hôm nay thì phía Trung Cộng lại tiếp tục ra cái đòn mới, đó là sử dụng Twitter. Cũng không hiểu cái nguyên do nào mà Twitter lại thuận ý nhận tiền từ Tân Hoa Xã để mà đăng tải cái bản tin chỉ trích và phỉ báng phong trào đòi quyền dân chủ Hồng Kông. Bởi vì Linh Nga, đấy là cá nhân của Linh Nga, thì Linh Nga cảm nhận Twitter mà chấp thuận như vậy thì nó cũng rất là vô lý. Và bởi vì nếu mà Twitter chấp thuận như vậy ấy, thì có thể trong một vài ngày tới, một vài tuần lễ tới, thì cái người CEO của Twitter hay là bản thân cái trang Twitter sẽ cũng gặp những cái vấn đề. Bởi vì quý vị và cũng như Linh Nga đã biết rồi, phong trào đòi quyền dân chủ của người dân Hồng Kông là một cái phong trào đòi quyền dân chủ chính nghĩa. Họ không có sai. Bởi vì trong khi mà cái luật, cái bản hiệp ước khi mà Anh Quốc gửi trả Hồng Kông trở lại cho Trung Hoa Đại Lục, thì đã có hai cái lời mà họ cam kết, hai cái điều khoản. Điều khoản cam kết thứ nhất là người dân Hồng Kông được quyền tự do biểu tình. Điều khoản cam kết thứ nhì là Hồng Kông sẽ có cái quyền lập pháp tự trị của riêng họ. Nhưng quý vị thấy rằng Trung Cộng rõ ràng không cho người dân Hồng Kông có được cả hai cái điều khoản đã cam kết trong cái hiệp ước khi mà Anh gửi trả Hồng Kông lại cho Trung Cộng. Thì cái việc này mà đến giờ đây người dân Hồng Kông lên tiếng biểu tình thì bị đàn áp, và thậm chí trong cái tuần lễ vừa qua là chính quyền Hồng Kông thân Trung Cộng trực tiếp là bắn thẳng về phía những cái và giương súng chĩa thẳng về phía những người dân Hồng Kông. Chính quyền Trung Hoa Đại Lục thì tụ họp gần 100.000 binh sĩ cảnh sát huấn luyện rầm rộ ở biên giới sát với Hồng Kông, trong tinh thần là sẵn sàng di chuyển cả gần 100.000 binh sĩ cảnh sát này sang để đàn áp người dân Hồng Kông mang tính chất bạo lực. Thì thưa quý vị rằng là, và nếu mà nói về cái quyền hành pháp tự trị của người dân Hồng Kông thì họ rõ ràng là không thể có, bởi vì Trung Cộng chỉ coi Hồng Kông, với những cái hành động hiện nay của Trung Cộng thì Hồng Kông chỉ là một cái tỉnh lỵ của Trung Cộng mà thôi, phải làm tất cả những cái gì. Và cái điều đó nó thể hiện qua cái dự luật dẫn độ mà quý vị biết là đó là một cái nguyên do đầu tiên dẫn tới tất cả cho đến ngày hôm nay, là cái việc người Hồng Kông biểu tình là vì dự luật dẫn độ. Vì dự luật dẫn độ nó cho phép là chính quyền Trung Cộng áp giải, áp chế những cái người mà phạm tội tại Hồng Kông sang Trung Hoa Đại Lục để mà xử tội họ ở bên đó. Thì người dân Hồng Kông họ không chấp thuận điều ấy. Vì người ta không chấp thuận, bởi vì cái đó thì rõ ràng là đã thấy rằng là người Hồng Kông đã không có được cái hành pháp tự trị của họ như trong điều khoản đã ký kết vào hiệp ước khi mà Anh Quốc trao trả lại Hồng Kông cho Trung Hoa Đại Lục. Và những cái gì mà của phong trào đòi quyền dân chủ của người Hồng Kông là hoàn toàn chính đáng. Họ chỉ đòi cái quyền dân chủ mà thôi. Và qua cái việc này thì liên quan tới sự việc ngày hôm nay thì quý vị cũng thấy trong hình ảnh là Hoàng Chính Phong là cái người anh hùng, là cái người đứng đầu cái phong trào đòi quyền dân chủ của Hồng Kông, là người hùng. Và thưa quý vị rằng là cái phong trào này thì quý vị cũng thấy là hôm nay vấn đề liên quan tới Twitter, đây cũng là một cái vấn đề lớn. Bởi vì Twitter cho phép là Tân Hoa Xã trả tiền để đăng tải những cái lời đó. Thì về phía cá nhân của Linh Nga, Linh Nga thấy Twitter làm như vậy là rất là sai trái, nhưng có thể nó cũng có một cái sự, chẳng hạn như tin tặc, hay là có vấn đề gì sai lệch gì ở đây hay không, chúng ta chưa biết rõ được. Thì có thể trong những ngày tới đây, Linh Nga sẽ tiếp tục cập nhật những cái bản tin mới nhất liên quan tới vấn đề liên quan tới vì sao Twitter lại chấp thuận nhận tiền được trả từ Tân Hoa Xã, một đài truyền thông lớn nhất của Trung Cộng, để đăng tải những cái bản tin phỉ báng và chỉ trích phong trào đòi quyền dân chủ của người dân Hồng Kông tại Hồng Kông.